Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh của Viettel Store TV. Sau mỗi năm Apple giới thiệu sản phẩm mới thì người dùng thường chú ý nhất đối với phiên bản cao cấp nhất và một vài năm gần đây đó chính là phiên bản Plus. Tuy vậy thì năm nay iPhone 8 Plus lại không phải là phiên bản cao cấp nhất mà thay vào đó là iPhone 10. Và dường như là thiết bị này cũng chẳng có gì khác biệt nhiều so với phiên bản iPhone 7 Plus. Nhận định này có đúng hay không? Chúng ta hãy tìm hiểu vấn đề này qua video sau đây nhé. Đây có lẽ là vấn đề được nhiều người cho là đáng thất vọng nhất trên iPhone 8 Plus. Sau 4 năm từ thời điểm iPhone 6 và 6 Plus xuất hiện, thì thiết kế này vẫn được Apple giữ vững cho đến ngày nay và chỉ có một chút thay đổi nhỏ về phần nắp lưng. Nếu chỉ nhìn ở phần mặt trước của thiết bị thì có vẻ như không một ai có thể phân biệt được 4 phiên bản Plus này. Chính vì vậy mà người ta có thể dễ dàng chú ý hơn đến iPhone 10 bởi nó khác biệt. Xu hướng thiết kế mới hiện nay đó chính là màn hình tràn viền cũng đã được các hãng sản xuất smartphone hưởng ứng và người dùng đón nhận nhiệt tình. Tuy vậy thì sự xuất hiện của iPhone 8 Plus trong hoàn cảnh này có phần hơi lạc lõng, hay có thể gọi là lỗi thời. Khác biệt duy nhất là chiếc điện thoại này sở hữu mặt lưng bằng kính nhằm trang bị thêm tính năng sạc không dây. Ngoài ra thì hai anten ở mặt lưng cũng đã được loại bỏ giúp máy trở nên liền mạch hơn. Hiệu năng chưa bao giờ là vấn đề người dùng iPhone cần quan tâm bởi Apple đã tối ưu quá tốt trên từng phiên bản. Mỗi năm thì Apple lại giới thiệu một con chip mới với sự cải tiến vượt trội hơn so với năm trước. Trên iPhone 8 Plus, máy sử dụng con chip A11 Bionic 6 nhân tương tự như là iPhone 10. Chính vì vậy mà tốc độ xử lý game của máy là vượt trội hơn so với các smartphone chạy Android cùng tầm giá. Tuy nhiên thì để đánh giá iPhone 8 Plus so với iPhone 7 Plus về mặt hiệu năng thì máy lại không quá nổi trội. Đó là vì con chip A11 năm nay tập trung hơn vào tính năng thực tế ảo tăng cường AR hơn là nâng cao hiệu năng. Năm nay Apple đã cho phép người dùng có thêm không gian lưu trữ hơn khi mà phiên bản thấp nhất là 64GB. Đối với nhu cầu của nhiều người thì đó là mức dung lượng khá thoải mái để lưu trữ và sử dụng. Màn hình iPhone 8 Plus có kích thước là 5,5 inch, cho độ phân giải Full HD tương tự như iPhone 7 Plus, nhưng có chất lượng hiển thị có đôi chút tốt hơn nếu để hai thiết bị cạnh nhau. iPhone 8 Plus có độ sáng cao, màu sắc trung thực và khả năng hiển thị ngoài trời tốt. Tính năng chu tông cho phép máy có thể nhận biết được môi trường ánh sáng xung quanh, sau đó thì điều chỉnh màu của màn hình để cân bằng trắng phù hợp. Và sau đây thì hãy cùng Viettel Store điểm qua một vài thông số camera của iPhone 8 Plus. Với camera chính thì máy được trang bị cụm camera kép tương tự iPhone 7 Plus, vẫn giữ nguyên độ phân giải là 12 megapixel. Khẩu độ của hai ống kính lần lượt là f1.8 và f2.8, nhưng theo Apple thì cả hai cảm biến này đều được nâng cấp hơn so với iPhone 7 Plus. Điểm khác biệt đáng chú ý nhất trên iPhone 8 Plus chính là tính năng mới tên gọi là Portrait Lighting. Tính năng này giúp cho máy có thể giả lập các môi trường ánh sáng khác nhau như là sân khấu, trường quay, vân vân, đem lại hiệu ứng khá là độc đáo. Đây là một điểm khác biệt mà iPhone 7 Plus khi được nâng cấp lên iOS 11 không có được. Với khả năng selfie, Apple vẫn kiên định đi theo triết lý tôn trọng hình ảnh chân thực, không làm mịn, không làm trắng da như các dòng Android khác. Điều này có thể là một điểm yếu đối với một số người thích sống ảo, nhưng phần đông người dùng thì vẫn ưa chuộng khả năng này. Dù sao đi chăng nữa thì vấn đề này vẫn được giải quyết bằng những cái ứng dụng bên thứ ba như là camera 360 chẳng hạn. iPhone 8 Plus có viên pin là 2675 mAh, nhỏ hơn đôi chút so với 2900 mAh của iPhone 7 Plus. Tuy nhiên thì nhờ có sự tối ưu tuyệt vời trên iOS 11 nên máy vẫn có khả năng sử dụng trọn vẹn trong một ngày với những tác vụ thông thường. Nếu sử dụng liên tục 4G, chụp ảnh và quay phim chơi game online cả ngày thì người dùng có khoảng 5 giờ đồng hồ để sử dụng. Tính năng đáng chú ý nhất của iPhone 8 Plus chính là khả năng sạc không dây theo chuẩn Qi. Ngoài ra thì máy cũng có khả năng sạc nhanh, có thể đạt 50% chỉ sau 30 phút sạc. Tuy vậy thì bạn vẫn phải mua phụ kiện sạc nhanh hay là sạc không dây riêng mà không đi kèm với máy. Nhìn chung thì iPhone 8 Plus khiến nhiều người vẫn còn thất vọng về mặt thiết kế. Tuy nhiên thì máy lại có sự nâng cấp toàn diện bên trong so với iPhone 7 Plus. Với mức giá khoảng 24 triệu đồng cho phiên bản 64GB, iPhone 8 Plus vẫn là sự lựa chọn tốt nhất cho người dùng. Tuy vậy thì iPhone 7 Plus phiên bản 32GB có mức giá khoảng 20 triệu đồng vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu của mọi người về mặt hiệu năng. Việc lựa chọn thiết bị nào phù hợp cho mình đó là tùy ở nhu cầu của các bạn. Và đó là những cái đánh giá của chúng tôi về iPhone 8 Plus. Nếu các bạn vẫn còn phân vân và thắc mắc lựa chọn, hãy gọi điện đến tổng đài miễn phí 1800 8123 để chúng tôi được tư vấn tốt hơn. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.